tự nhiên làm người đại diện pháp luật của một công ty thì phải xử lý như thế nào? Thời gian gần đây thì có nhiều bạn gặp phải tình huống như thế này. Một ngày đẹp trời tự nhiên phát hiện mình là người đại diện pháp luật cho một công ty nào đó, hoặc mình đang làm chủ một hộ kinh doanh nào đó mà bạn không hề biết gì cả. Nhiều bạn khi phát hiện ra thấy rất là hoang mang và không biết phải làm gì, và cũng không có ai hướng dẫn bạn phải làm như thế nào. Vậy khi gặp trong tình huống này, chúng ta phải xử lý như thế nào? Việc phát hiện ra mình là người đại diện pháp luật của công ty nào đó thì khá tình cờ. Có người là do đi vay ngân hàng nè, có người là bị công ty ghi nhận nợ thuế nè, có người còn bị cấm xuất cảnh nữa. Hoặc là khi bạn đang muốn mở một hộ kinh doanh khác mà bạn được thông báo là bạn có hộ kinh doanh ở chỗ khác và đang nợ thuế cần phải xử lý. Vậy bạn có đang thắc mắc là sao lại họ có thông tin của bạn rồi cho bạn làm người đại diện pháp luật của công ty hay là không? Có thể là do bạn đã từng bị mất căn cước công dân nè, chứng minh nhân dân, hoặc bạn đã để lộ thông tin của bạn ở một nơi nào đó và họ lấy được chẳng hạn. Như vậy là họ đã có thể đưa bạn làm đại diện pháp luật của một công ty. Vậy giờ đã lỡ làm người đại diện pháp luật của công ty đó rồi mà công ty này không phải xuất phát từ mong muốn của bạn, thì vậy bây giờ thì chúng ta cần xử lý như thế nào ha? Chắc có nhiều bạn sẽ nói là liên hệ chi cục thuế đang quản lý công ty này nhờ họ giải quyết. Nhưng thực sự chi cục thuế không giải quyết được vấn đề này. Chi cục thuế có thể giải quyết cho bạn là những vấn đề liên quan về thuế thôi. Bạn chỉ có thể làm công văn đề nghị chi cục thuế ngưng lại mọi hoạt động của công ty này lại. Chi cục thuế chỉ có thể hỗ trợ bạn được tới khúc này thôi. Nếu mà chi cục thuế mà không giải quyết được thì bạn có đang nghĩ là bạn sẽ liên hệ với sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở hay không? Đúng là vấn đề này liên quan đến sở kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, sở kế hoạch đầu tư sẽ không giải quyết được vấn đề này cho bạn. Nơi có thể giải quyết vấn đề này cho bạn là cơ quan công an, nơi công ty đặt trụ sở chính. Bạn sẽ phải đến nơi công ty đặt trụ sở chính và liên hệ với cơ quan công an đang quản lý công ty nhờ để hỗ trợ giải quyết vấn đề này cho bạn. Tại đây thì cơ quan công an sẽ hướng dẫn bạn thực hiện hồ sơ như thế nào và nộp hồ sơ ở đâu. Nhiều bạn khi nghe tới đây rồi thì thấy việc này chắc quá rắc rối đúng không nào? Dù có rắc rối thì bạn cũng không nên bỏ qua và không giải quyết vấn đề này. Vì đây thực sự là một vấn đề rất là lớn. Dù bạn không biết gì về công ty này và cũng không tham gia quản lý điều hành hết, nhưng mà người đại diện vẫn là tên của bạn. Đối với pháp luật thì bạn đang chịu trách nhiệm cho công ty này. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với công ty này thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hết. Nhiều trường hợp khi bạn liên hệ công ty giải quyết, công ty sẽ đề nghị bạn làm người đại diện pháp luật cho công ty họ luôn và sẽ trả lại tiền cho bạn mỗi tháng. Nhưng mà nếu công ty làm ăn kinh doanh đàng hoàng, sao họ không tự làm người đại diện pháp luật mà phải lấy thông tin của bạn rồi thuê ngược bạn làm đại diện pháp luật công ty? Bạn phải hết sức cảnh giác và quan tâm đến những tình huống như thế này nha. Mong là những chia sẻ vừa rồi của Hà có thể giúp bạn có hướng xử lý khi gặp tình huống này. Và nhớ lưu video này lại để khi nào cần thì có thể tìm thấy dễ dàng nha. Còn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thuế, pháp luật doanh nghiệp thì có thể liên hệ với Hà và đội ngũ nhân sự của Dohiko sẽ hỗ trợ bạn nha.